Tiếp theo sẽ là phần vinh danh dành cho hệ thống miền Nam. Đầu tiên chúng ta cùng đến với hạng mục vinh danh nhà phân phối xuất sắc nhất miền Nam. Xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu một chị đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Với số tiền thưởng mà chị đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2019, con số khá là cao thưa quý vị. Xin được chúc mừng cho chị Vi Nhung đã đạt được số tiền thưởng là 600 triệu đồng. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu chị Vi Nhung. Xin được mời chị Nguyễn Diệu Thúy, giám đốc Havico miền Nam tiến lên sân khấu để tặng giải thưởng nhà phân phối xuất sắc nhất miền Nam. Trân trọng kính mời chị. Thưa quý vị, những cái ôm hết sức là thâm thiết. Thưa quý vị, 600 triệu đồng là một con số cực kỳ ấn tượng trong buổi tối ngày hôm nay mà chị Vi Nhung đã đạt được trong năm 2019 vừa qua. Và một lần nữa xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho nhà phân phối xuất sắc nhất miền Nam năm 2019, chị Vi Nhung. Xin được cảm ơn chị Vi Nhung và xin được mời chị Nguyễn Diễm Thúy nắng lại sân khấu ạ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với hạng mục vinh danh tổng đại lý xuất sắc nhất miền Nam. Xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu chị Huyền Sa La với số tiền thưởng đạt được là 80 triệu đồng. Xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu một đại diện đến từ Huế là chị Nhi Nguyễn với số tiền thưởng là 85 triệu đồng. Chúng tôi cũng xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu một đại diện cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Đào với số tiền thưởng là 30 triệu đồng. Xin được chúc mừng một đại diện đến từ Bình Phước, chị Vân MV với số tiền thưởng chị đạt được là 105 triệu đồng. Và cuối cùng trong hạng mục tổng đại lý xuất sắc nhất miền Nam, chúng tôi xin được vinh danh chị Hà Na Vi với số tiền thưởng 60 triệu đồng và chị đến từ Campuchia. Và thưa quý vị, chúng ta đang thực hiện nghi thức hạng mục vinh danh tổng đại lý xuất sắc nhất miền Nam năm 2019. Xin được chúc mừng cho chị Huyền Sa La, chị Nhi Nguyễn, chị Nguyễn Đào, chị Vân MV và chị Hà Navi. Và xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng tay thật to và thật dài hơn nữa để cùng chúc mừng cho tổng đại lý xuất sắc nhất miền Nam năm 2019 để các chị có thể lưu giữ lại những tấm ảnh đẹp nhất trên sân khấu ngày hôm nay. Một hình ảnh rất là đẹp, các chị chúng ta đang thả tim, truyền năng lượng tích cực, năng lượng yêu thương đến với tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn các chị rất là nhiều và xin được mời các chị có thể trở lại vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với hạng mục vinh danh đại lý xuất sắc nhất miền Nam. Xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu một đại diện đến từ Hà Nội, chị Nguyễn Phương Thảo đã đạt được số tiền thưởng là 10 triệu đồng.
Chúng tôi xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu chị Trương Thị Hồng Diễm với số tiền thưởng 25 triệu đồng đến từ Vũng Tàu. Xin được chúc mừng cho chị Lam Quy đã đạt được số tiền thưởng là 30 triệu đồng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng cho chị Thi Dung Nguyễn với số tiền thưởng mà chị đã đạt được là 20 triệu đồng và chị đến từ Malaysia. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng cho chị Elsa Bùi đến từ Malaysia với số tiền thưởng mà chị đã đạt được là 30 triệu đồng. Xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu chị Thúy Mô Đăng đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng một đại diện đến từ Hoa Kỳ, đó chính là chị Hana Huỳnh với số tiền thưởng là 40 triệu đồng. Và cuối cùng chúng tôi cũng sẽ được mời tiến lên sân khấu một đại diện đến từ Brazil. Xin được chúc mừng và mời tiến lên sân khấu Dub Roland. Vâng, xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng cho các đại lý xuất sắc nhất miền Nam năm 2019. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn các vị, các anh chị rất là nhiều. Thank you very much. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn chị Nguyễn Diệm Thúy, giám đốc Havico khu vực miền Nam.